Các bạn đã đến với channel của Ca Ít Cảnh Shop các bạn. Kênh của mình đó thì chuyên về đèn xông và máy phát tán tinh dầu, các cái dòng cực kỳ bền nha các bạn. Đây các bạn thấy trước mặt mình đó thì có ba cái máy này, một máy lộ hoa tulip màu đen này, một máy lộ hoa tulip màu nắp xanh đế vàng gỗ và một cái máy lộ hoa tulip màu vàng gỗ. Rồi thì hôm nay mình sẽ test một cái máy gửi cho một chị khách ở nội ô Ninh Kiều nha các bạn. Này chuẩn bị giao hàng cho nên mình test máy trước. Rồi còn hai cái máy này thì mình để đây cho các bạn biết là lộ hoa tulip nó còn thêm hai màu nữa, màu nâu đen và màu vàng gỗ. Rồi thì để sử dụng thì chúng ta sẽ mở cái nắp này ra. Các bạn thấy cái nắp này thì đậy là gì thôi. Rồi ta mở cái nắp này ra, các bạn thấy bên trong là nó sẽ có một cái adapter này, cái cốc này để múc nước chơi thôi nha các bạn. Bên trong nó có một cái miếng mút, các bạn bỏ miếng mút này ra. Rồi thì bên trong nó có một cái adapter, thì cái adapter này thì các bạn sẽ ghim dưới phần đế máy. Dây adapter nó dài khoảng 1,5 m nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ ghim đây, các bạn sẽ ghim dưới phần đó, các bạn sẽ ghim dưới phần đế máy này. Đó, phía dưới này nó có cái lỗ ghim điện nè, các bạn cứ ghim vô đây. Rồi ok, xong thì các bạn sẽ đổ nước vô đây. Đây các bạn sẽ đổ nước trực tiếp vào máy nha các bạn. Nước thì các bạn cứ đổ từ 2/3 nước trở xuống thôi, các bạn đừng có chế nước nhiều quá nha. 2/3 nước trở xuống thôi, các bạn chế nước càng ít thì nó phun càng mạnh, các bạn chế nước nhiều thì nó phun nhẹ. Đây mình chế nước ít thôi, các bạn nhỏ khoảng vài giọt tinh dầu vô tùy theo phòng lớn nhỏ mà các bạn có thể điều chỉnh nha. Rồi xong ta đậy nắp lại. Đó, các bạn sẽ ghim điện này. Đó, các bạn thấy nó kêu một cái tít các bạn không? Để mình tắt cái màn hình này cho các bạn dễ thấy. Đó, chúng ta bấm cái nút bên tay phải là nút hẹn giờ. Các bạn bấm đầu tiên thì nó sẽ phun đúng 1 tiếng đồng hồ nó ngắt. Nó hiện đèn 1 tiếng đồng hồ nè. Đó, các bạn bấm thêm một cái nữa là 3 tiếng đồng hồ. Tức là nó phun đúng 3 tiếng đồng hồ nó ngắt nha các bạn. Đây, các bạn thấy máy phun này khá là khỏe luôn các bạn. Mình chưa có bắt đèn nha các bạn. Đó. Mình đang chỉnh chế độ là 3 tiếng này, 6 tiếng này. On này, tức là 1 tiếng là 1 tiếng ngắt, 3 tiếng là 3 tiếng ngắt, 6 tiếng là 6 tiếng ngắt, còn on lần nào hết nước trong máy nó ngắt. Đó, còn nếu mà các bạn hẹn chế độ nào đi chăng nữa thì máy nó hết nước thì vẫn ngắt nha các bạn. Các bạn chế nước nóng vô máy nó cũng tự nó tắt. Cái này xài nước lạnh, nước lọc. Rồi đèn thì các bạn bấm đầu tiên thì đèn sẽ tự đổ màu nha các bạn. Đèn quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây các bạn thấy nè, máy phun khá là khỏe. Đó, đèn các bạn bấm đầu tiên đèn tự đổ màu nha các bạn. Các bạn muốn thích màu gì thì có bấm hoài tới nút like này. Cái này mình lấy nét cho các bạn thấy nó phun, cái máy nó phun khỏe thì cái đèn của nó không sáng, mà mình lấy nét đèn đẹp thì mình sẽ không thấy là cái máy nó phun mạnh. Đây các bạn này, rồi các bạn thấy cái máy nó phun khá là khỏe luôn, coi thấy không? Gió quá gió.
đó là mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng như vậy, cách sử dụng hai cái nút trên máy. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng remote này mình đó. Rồi trên máy thì mình sẽ có tặng thêm một cái remote nha. Đây mình sẽ có tặng thêm một cái remote này thì các bạn sẽ dở cái nắp chặn pin này ra, on off là tắt mở này đó, các bạn sẽ bấm nút on off là tắt mở máy này đó, các bạn thấy mình bấm tắt máy này, các bạn bấm cái là mở máy này đó. Này là hẹn giờ, nút thêm là hẹn giờ, các bạn thấy bấm nó hẹn 1, 3, 6 giờ này đó. Còn nút này là nút đèn, nút like là đèn, các bạn bấm đầu tiên. Rồi, hồi nãy là chúng ta mở lên là máy đã, tức là máy nó đã đèn từ đôi màu, các bạn muốn bấm nút đèn hoài tới là các bạn sẽ đổi màu theo ý thích đó. Còn nút continue là nút hẹn giờ đó. Còn nút nút enter thì enter meeting nè, nút này là phun ngắt quãng nha các bạn bấm một cái là nó, đèn này nó chớp là nó phun ngắt quãng, nhưng mà thường thì chúng ta để chế độ phun liên tục thôi đó. Phun liên tục là continue này, bismol là phun lớn nhỏ. Rồi này là tắt máy này đó. Rồi không xài thì chúng ta sẽ gắn nắp chặn pin vào. Nếu mà các bạn có đi đâu sang thời gian dài thì các bạn cứ đổ hết nước trong máy ra, rồi chúng ta sẽ dùng khăn giấy chúng ta lau cho khô, là chúng ta để bao lâu cũng được nha các bạn. Đó, mình đã đổ hết nước rồi, chúng ta dùng khăn giấy chúng ta lau. Tất cả các máy gửi đi thì mình đều test máy hết nha. Đó. Mình test máy rồi máy nó hoạt động như thế nào cho khi mà các bạn nhận được máy thì các bạn mở video lên các bạn xem thì các bạn cũng biết đường, các bạn biết cách sử dụng. Tại vì có nhiều bạn thì biết sử dụng rồi thì thôi, còn có nhiều bạn thì chưa có sử dụng lần nào luôn. Nhưng mà các bạn nào biết sử dụng thì các bạn cứ bỏ qua video. Nếu mà các bạn xài máy này, các bạn mình sau một thời gian có nhiều bạn xài thì các bạn cứ xài, các bạn để nước vừa vừa đích thôi. Xài nước càng ít thì máy nó càng hiệu quả. Tại các bạn chế nước nhiều thì có khi nhỏ một ít tinh dầu một hồi cứ bắt đầu cái nó hết thơm, xài khoảng vài tiếng hồi nó hết thơm. Rồi các bạn xem video các bạn thấy hay, các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh, chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Đó, khi các bạn nhận máy thì các bạn sẽ thấy là bên trong là sẽ có còn một cái phiếu bảo hành nữa nha các bạn. Đó. Con mới ấy đó. Rồi. Xong rồi chúng ta sẽ bỏ vô hộp. Đó, khi mà nhận máy thì các bạn sẽ nhận giống gì luôn nha các bạn. Bên trong nó có một cái sách hướng dẫn bên trong nữa. Rồi, đây là remote. Còn một phiếu bảo hành. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn thấy hay đừng quên bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.